Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ thực hành sử dụng máy Smart Tool E để lấy mã siêu nhanh ở trên con SU của SH1 nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cáp đi theo của nó cắm vào cái chân này. Đối với dòng SH này thì nó có vỏ nó chụp ra chụp vào, chúng ta chỉ cần cậy bốn cái lẫy này, cậy bốn cái lẫy này là sẽ rút được cái vỏ ra và chúng ta sẽ nhìn thấy bo mạch. Thì tại bo mạch này chúng ta sẽ khều cái lớp keo ra và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mụn ở đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mụn hàn. Cái mụn này có trên sơ đồ nhé. Còn mình làm quen rồi mình sẽ chích vào cái mụn này thay vì việc phải hàn. Đó. Còn cáp kết nối thì chúng ta kết nối rồi. Cáp cấp nguồn chúng ta cấp nguồn. Nguồn này có thể cấp nguồn ắc quy hoặc nguồn điện lưới. Trong trường hợp mất điện chúng ta cấp điện ắc quy. Giao diện của máy khởi động như thế này. Đó. Lập trình khóa, lập trình ô đô thì chúng ta chọn lập trình khóa nhé. Ấn Enter này, ấn Honda này, SH này, ấn đọc luôn này. Rồi, siêu nhanh luôn. Mọi người thấy chưa? Chỉ trong vòng 1 giây đến 1,5 giây chúng ta đã đọc được xong mã. Rút ra được rồi. Con này mã K35. SMID của nó là 1522-0970 và key 1 của nó là 23640682. Đó. Đây là đọc mã siêu nhanh. Thế ngoài ra chúng ta sẽ làm mã. Chúng ta sẽ nhập một cái remote vào đây. Bây giờ mình sẽ lấy một cái remote mình nhập vào cho mọi người xem. Bây giờ mình có một cái remote mới chưa đồng bộ. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắm thử vào một cái mô hình cho mọi người xem. Nguồn. Đây, xin lỗi. Quên chưa cắm nguồn cho cái bộ mô hình này. Đó. Mình bấm nút tìm xe. Hệ thống chưa hoạt động nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đồng bộ như sau. Mình sẽ làm thêm remote cho nó, tức là sẽ đồng bộ cái remote vào cái SU này bằng cái thiết bị Smart Tool E. Cắm vào đây. Mình sẽ chọn cho thao tác là lập trình khóa thủ công nhé. Mình lập trình khóa này. Mình chọn Honda này. SH này. Đó. Bây giờ mình xuống phần lập trình Smart Key. Trường hợp của mình là mất hết hai FOB. Đấy, còn FOB này, mất FOB này, thay SU, thay SM, khóa FOB. Và dòng cuối cùng là kiểm tra FOB và SU. Mình chọn trường hợp mất FOB. Rồi, mời nhập Key ID. Thì cái Key ID với đấy mình vừa mới đọc ra thì mình phải ghi lại. Và cái mã vừa nãy mình đọc ra là 23640682. 2 3 này. 6 này. 4 này, 00 này, 6 này, 8 này, 2, 23640682. Đây, mã kia đi mình vừa đọc ra đây, 23640682. Rồi, ok, đó chính là mã lưu sẵn ở trong cái SU này. Đấy, ở đây, mọi người nhìn đây, tay mình đang kết nối đây. Đó. Mình ấn Enter và máy hướng dẫn chúng ta là tắt FOB. Rồi, cái FOB mới mình đang ở chế độ off, đèn đỏ đây, chúng ta ấn Enter và máy đăng nhập Key ID. Việc còn lại là chúng ta ngồi chờ máy nhập 9 ký tự Key ID đó. Chúng ta nghe tiếng âm thanh phát ra, mỗi lần nhập được một Key ID thì nó kêu một tiếng. Và khi nào cái máy Smart Tool E này nó kêu đủ 9 tiếng, nghĩa rằng đã nhập thành công 9 mã Key ID vào cái SU rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ cần bật remote lên xanh và máy sẽ báo cho chúng ta biết là đã thành công.
Bây giờ là kêu được 4 tiếng kia đi rồi. Rồi, 5 tiếng. Như vậy là 5 mã. 6, 6 ký tự. Được 6 ký tự rồi. 7 ký tự. Thay vì chúng ta phải nhập trên ổ khóa, thay vì phải kết nối rắc EM làm chìa, thì chúng ta sẽ thực hành luôn ở trên cái máy 6 tune này. Nghĩa rằng là những anh em thợ làm khóa chuyên nghiệp chỉ cần yêu cầu khách hàng mang đến cục SCU thôi. Chúng ta làm xong, lấy mã xong và đồng bộ cho họ. Họ mang về chỉ việc cắm lên xe là sẽ khởi động được xe. Xong rồi, sau khi kêu hết 9 ký tự của mã kia đi, thì bây giờ máy yêu cầu chúng ta là bật FOB lên. Rồi, chúng ta bật lên. Máy kêu liên hoàn là báo chúng ta bật FOB. Bây giờ chúng ta ấn Enter. Đó, nếu chúng ta tinh ý thì khi ấn Enter, cái đèn LED ở trên này nó nhấp nháy 5 lần, như vậy báo thành công. Và trên máy cũng phát âm thanh và hiển thị chữ tiếng Việt là đăng ký FOB mới thành công. Rồi, ok. Xong rồi chúng ta ấn Enter lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại. Chúng ta đọc lại kia đi. Là sẽ thêm một cái key nữa. Đó, mọi người nhìn chưa? Lúc trước chúng ta đọc được chỉ qua SMID và key 1, thì bây giờ chúng ta nhập cái chìa mới vào thì nó báo thêm một key 2. Key 2 của nó là 21 26 59 214. Key 1 và key 2 đều đang on. Đó. Ok, chính xác rồi. Ở đây mình đã ghi lại ID của nó là 21 26 59 214 ở trong này rồi. Ok. Thế còn trường hợp nữa là cái remote của người ta bị rơi, tức là hiện tại là key 1 bị rơi nhá, thì chúng ta sợ kẻ gian lấy mất cái nhặt được cái remote có key 1 và nguy cơ mất xe của chúng ta xảy ra là rất cao. Để chắc ăn chúng ta sẽ xóa key 1 bị rơi đi. Key 1 của nó là 23640682. Bây giờ mình sẽ vào phần xóa. Xóa mã kia đi, ấn Enter. Đây là cảnh báo. Chúng ta chọn có. Rồi, chúng ta chọn key 1. Bạn có chắc chắn muốn xóa key ID đã chọn không? Chúng ta có luôn. Và bây giờ chỉ còn key 2 là 21265914. Mình đọc lại key ID này. Đó, đọc cực nhanh luôn. Đọc cực nhanh trong vòng khoảng 1 giây thôi. SU là mã K35V3, SMID là 15220970. Và key 2 của nó là 21265914. Đó, và cái key 1 bị rơi thì chúng ta đã xóa đi rồi. Tí rồi, ok. Sau khi tháo máy ra, mình sẽ cắm vào cái mô hình này để thử cho mọi người xem. Bấm nút tìm xe. Rồi, hệ thống đã hoạt động. Bấm nút chống trộm. Click vào đây. Rồi, hệ thống chống trộm làm việc. Chuyển FOB về chế độ đèn led xanh. Đang đèn led xanh on đây. Kích hoạt núm khóa. Rồi, hệ thống điện sau khóa đã lên, đã bật tắt được khóa. Rồi, tắt khóa, bật khóa. Hệ thống điện sau khóa đã hoạt động. Đèn báo chìa chớp 5 cái báo hệ thống pin remote bị yếu, thì chúng ta thay pin này được. Đó. Còn cái remote này là của cái bộ này, không liên quan. Cho về off đi. Ok. Mã ID của nó là 21265914. Vừa rồi là mình làm video giới thiệu sản phẩm đẳng cấp Smart Tune, chuyên làm khóa và tua đô. Mọi người liên hệ mua hàng số điện thoại 0904 566 844. Mình là Toàn An Đồng, chi nhánh ở Hải Phòng và ship hàng toàn quốc. Số điện thoại này cũng là số điện thoại đăng ký Facebook và Zalo luôn.